Shop Thạch Cổ NK Mobile chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nhé. Thì hôm nay bên thầy NK Mobile sẽ giới thiệu chị mẫu máy điện thoại Nokia 2660 Flip 4G. Đây là mẫu máy 2 sim máy gập anh chị nhé. Và là một mẫu máy của Nokia anh chị nhé. Và hôm nay là bên shop NK Mobile sẽ giới thiệu chị mẫu máy này. Thì trước khi vào video thì quý anh chị và quý cô chú đang xem video, mình ủng hộ shop là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video nhé. Thì bên em là chuyên các mẫu máy điện thoại Nokia bàn phím, Nokia cổ, Nokia sưu tầm cũng như là các mẫu máy điện thoại cổ anh chị nhé. Đó thì anh chị nào cần những máy cổ nào thì có thể liên hệ bên em nhé, qua Zalo, qua Facebook đó, hoặc là qua gọi trực tiếp nhé anh chị nhé. Đó thì hôm nay chị giới thiệu chị mẫu máy điện thoại Nokia 2660 Flip anh chị nhé, 2660 Flip. Đó, đây chị nhìn máy này. Đấy. Máy gập nhìn chị nhé, máy gập nhé. Ngoại hình thì nó rộng khoảng 85-90%. Đấy. Đây. Nó xung là ná nhau anh chị nhé. Đây sẽ nắp tháo nắp lưng này, chị tháo nắp lưng này, anh chị nhìn này, đây là có cái khe đây nha, anh chị cho vào đây và xong mình sẽ vuốt dần lên nhá. Và đây là main máy chị nhá, đây là main máy. Thì ở đây mình sẽ có là thẻ nhớ này, hai cái sim này, hai cái sim thì anh chị nhớ nhá, cái sim là cái chiều vát sẽ vào trong chị nhá, chiều vát sẽ vào trong đây này. Khi mình tháo sim nhá, mình tháo sim mình ấn cái đẩy xuống này, ấn đẩy xuống này và mình đẩy cái sim ra này, đó, cái chiều vát sẽ vào trong nhá chị nhá, chiều vát này này vào trong nhá, chiều vát này vào trong. Đó, xong rồi ăn xuống và mình lắp pin thôi, lắp pin nhé, pin này là pin L4E nhé, anh chị nào cần thì liên hệ em nhé, có nhé. Đó, đây ở trên Shopee cũng có chị, Shopee có pin này nhé, bật nguồn này, bật nguồn ở đây nhé, bật nguồn thì anh chị cần bật khoảng độ 15 giây nhé, 15 giây giữ 15 giây, giữ 15 giây thì máy sẽ lên nhé. Chiếc này thì là một chiếc máy 4G 2 sim nhưng mà này dễ sử dụng nhé, dễ sử dụng bởi vì là cái giao diện nó không phải giao diện cao hết, chỉ là giao diện cơ bản dễ sử dụng thôi. Đó, đây thì em sẽ tiến hành chuyển sang tiếng Việt cho anh chị nhé, chuyển sang tiếng Việt này, anh chị nhìn cái icon rất là to nhé, rất là to như này, setting này, time language này, phone language này, chuyển sang tiếng Việt nhé, tiếng Việt này, đấy, ngày giờ này, đấy, cả ngày giờ nhé, nó rất là dễ dùng nhé. Đấy, voice anh chị này, những chiếc máy tàu nó sẽ không có những cái voice anh chị nhé, máy chuẩn như này nhé, 4G đầy đủ cho anh chị. Đây, kết nối này, hai sim này, đó, sẽ có hai sim đầy đủ anh chị nhé. Đây hai sim nhận sóng 4G và đây là máy chuẩn anh chị nhé, và bên em cam kết từ ngày xưa rồi làm tất cả đều là máy chuẩn hết nhé, máy chuẩn hết để anh chị có thể là dùng mà anh chị nhé. Phím bấm này, bấm phím nó rất to anh chị nhé, vừa với này các cô chú đang xem video này hoặc là mua quần tặng biếu cho bố mẹ anh chị nhé dịp Tết này nhé. Đó, danh bạ này, đây là danh bạ nhé, danh bạ như này. Chiếc này thì nó gần như chiếc điện thoại Nokia 33103G, 33103G ra như thế chị nhé. Đó, dùng gần như thế luôn. Đây, danh bạ tin nhắn này, camera này. Đó, đây là những dụng cụ rất là cơ bản nha chị nhé. Còn nếu mà mình không sử dụng thì mình sẽ để đồng hồ trời này, nó sẽ là đồng hồ vào ngày thứ tư, ngày tháng 1, ngày bao nhiêu là ngày 17 này. Đó, đấy thì nó rất là đơn giản nhé, dễ sử dụng. Đấy, gặp lên như này sử dụng, gặp lên như này nhé, mình sẽ cài gặp lên như này này để gọi luôn nhé. Và này anh chị gặp lên cái là nghe gọi được luôn, nghe gọi được luôn nhé. Còn đóng máy xuống nó sẽ là tắt tắt cuộc gọi. Đây nó sẽ ở trong phần này này, chắc là trong phần cài đặt này thôi. Rất là dễ nhìn, rất là to này, biểu tượng từng biểu tượng một thôi nhé. Đấy, cài đặt hệ thống này, cài đặt cuộc gọi này, lật để trả lời này. Đấy, lật để trả lời, trả lời sim 1 hay sim 2 thì nhé, chọn là sim 1 sim 2 đều được nhé. Đấy, còn mình gặp lên cái này mình sẽ trả lời luôn, nghe gọi luôn. Đó, thì máy nó cái bản đề nó giữ ở bằng cái này rất là chắc nha chị nhé. Đó, tổng quan máy thì sạc micro này, sạc micro zin nhá, bên em sẽ sạc zin nhá, tai nghe này. Đó, vậy là bên này là sẽ là cái nút, đây cái nút này nó sẽ nút tắt màn hình chị nhé, tắt màn hình này, khóa màn hình. À, đây là nút gọi SOS, có nghĩa là anh sẽ cài một cái số điện thoại bất kỳ cho bố mẹ mình, cứ gọi số điện thoại mình ý, thì mình sẽ cài vào đây và mình sẽ gọi được luôn nha chị nhé, gọi được luôn nhá. Đây là tăng giảm âm lượng này, tăng giảm âm lượng, và em sẽ test thử 900 nhá, 900. Đó, gọi luôn. Tiếp theo, tăng giảm âm lượng này, nó là rất to chị nhé, nó ngoài này. Đó, thì đây là chiếc điện thoại Nokia 2660 Flip đã kết thúc cuộc gọi đấy. Đó, thì bên em giới thiệu cho anh chị luôn nhé, có 8 cái chị nhé, 8 chiếc. Đó, thì mới về luôn chị nhé. Này, nói chung là máy nó khá nhau chị nhé, không con nào nó xấu quá. Này chị nhìn này. Đấy,
tất cả máy thì đều rất ok nha anh chị nhé. Thì anh chị nào cần thì liên hệ với em nhé, qua số điện thoại là 0985150255 chị nhé. Giá của chiếc máy là giá từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu chị nhé, 1,4 triệu 1,5 triệu đó, tùy vào ngoại hình của máy đó. Thì anh chị hãy liên hệ nhé. Một chiếc máy 4G sử dụng lâu dài, 2 SIM, và thứ hai là dùng rất là to, loa to, sóng khỏe và pin cũng khá là ok nhé. Pin con này thì tầm khoảng 2-3 ngày thôi chị nhé, dòng 4G thì 2-3 ngày thôi chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video nhé.